Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương, tập 191. Mời mọi người chúng ta tiếp tục với nội dung của bộ truyện. Hải đường, ta cho tới không ít âm thú nội đan. Thanh kỳ sẽ giúp người luyện chế hoàng tuyền đan, phù trợ tu luyện. Nếu cần đồ vật gì, người nói với Cửu Cửu và Cửu Nương. Không phải chuyện gì đều giấu ở trong lòng, biết không? Phương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Sau khi Diệp Ngọc Đồng chết, Diệp Hải Đường trở nên lặng lẽ ít lời. Thiếu chút nữa tu luyện công pháp tuyệt tình ít ham muốn. Cũng may Vương Trường Sinh phát hiện đúng lúc. Diệp Hải Đường hít sâu một hơi, cười nói: "Đã rõ, Kiều Kiều. Trình độ bày trận của Thiên Mịch đề cao không ít. Chờ nàng tiến vào Kim Đan kỳ, có thể bố trí trận pháp bậc 3, một mình đảm đương một phía." Vương Thiên Mịch đi theo Diệp Hải Đường học tập trận pháp nhiều năm, tuy không được như Diệp Hải Đường, nhưng cũng có thể một mình đảm đương được một phía. Vất vả cho người rồi. Quá trình tu luyện nếu gặp phải vấn đề gì, nhất định phải nói cho Kiều Kiều, biết không? Phương Trường Sinh tận tình khuyên bảo, dặn dò nói. Hắn chỉ sợ Diệp Hải Đường cực đoan, ngộ nhập lạc lối. Diệp Hải Đường miệng đầy đáp ứng. Nào biết Phương Trường Sinh lo lắng cái gì? Tình hình chung, nàng có thể sẽ không chủ động giết người đoạt bảo. Vậy không khác tự chui đầu vào rọ, nàng cũng không ngu xuẩn như vậy. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Hải Đường rời khỏi Thanh Liên Phong Vương. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Hải Đường rời khỏi Thanh Liên Phong. Phương Trường Sinh đi vào chỗ của Phương Thanh Thiến, cấp cho nàng một tấm truyền âm phù. Không qua bao lâu, Phương Thanh Thiến đi ra, mi hoan mắt cười. Trong lòng của nàng ôm một nam đồng. "Cha, đây là Phương Anh Hảo, hậu nhân của con. Anh Hảo, mau gọi lão tổ tông." Phương Thanh Thiến buông Phương Anh Hảo, dặn dò nói: "Tôn nhi, Vương Anh Hạo bái kiến lão tổ tông." Vương Anh Hạo nải thanh nải khí nói, quỳ xuống dập đầu với Phương Trường Sinh: "Đứa nhỏ tốt, thực ngoan." Phương Trường Sinh ôm lấy Vương Anh Hạo, đi theo Phương Thanh Thiến vào sân. Trong viện không hề thiếu khôi lỗi thú chưa luyện chế xong, tạo hình khác nhau. Cách đó không xa có một tòa lầu cát màu xanh cao 5 tầng. Vừa đi đến lầu cát, Vương Trường Sinh liền nghe thấy được một cổ đàn hương thản nhiên. Hắn đi vào lầu 3, liếc mắt một cái liền thấy được 2 bàn thờ. Mặt sau bàn thờ là linh bài vị của Triệu Tử Ngọc và Triệu Chính. Trong lư hương còn cắm chút hỏa đàn hương. Vương Trường Sinh khinh thở dài một hơi, buông Vương Anh Hảo, dâng hương Triệu Chính và Triệu Tử Ngọc. Thanh Thiến, nhiều như vậy năm trôi qua, nghỉ thoáng một chút. Phương Trường Sinh mở miệng an ủi nói: "Cha, con cũng không có luẩn quẩn trong lòng. Con muốn cố gắng tu luyện, luyện chế càng nhiều khôi lỗi thú. Một ngày nào đó, ta muốn chính tay đâm chết cửu nhân." Phương Thanh Thiến chân thật nói, trong mắt đẹp tràn đầy sát khí. Nàng mỗi lần dâng hương lên Triệu Chính và Triệu Tử Ngọc đều đã dặn dò mình không được quên cừu sát phu sát tử. Trăm năm như một ngày, thời khắc nàng cũng không dám quên. Phương Trường Sinh thở dài một hơi. Phương Thanh Thiến nhận thức chuyện nàng có thể sẽ không thay đổi. Hoàng Long Đảo, nơi san hô hải vực khoảng cách đến Ngũ Long hải vực là mấy chục ức dặm, tạm thời không có đại sự gì. Chờ Vương gia cánh chim đầy đặn sẽ tìm Hoàng Long Đảo báo thù cũng không muộn. Báo thù không phải là chuyện một mình con, nhưng thế lực Hoàng Long Đảo không nhỏ, cần từ từ mưu toan. Con không cần phải xúc động. Hoàng Long Đảo có 3 vị nguyên anh tu sĩ, bởi vì ở hậu phương lớn, căn bản không gặp gì tổn thất. Chỉ cần Hoàng Long Đảo không phải là kẻ điếc, hẳn là sẽ biết sự tình của Vương gia. Không có cách nào. Thanh Liên Tiên Lữ danh khí quá lớn, danh tiếng rất dễ dàng bị người ta điều tra. Hoàng Long Đảo và Vương gia khoảng cách của 2 thế lực quá xa, cũng sẽ không phát sinh xuất hiện. Còn nữa, Vương gia hiện tại ôm chặt chân lớn của Vạn Kiếm Môn, ngược lại không sợ Hoàng Long Đảo. Yên tâm đi, cha, nữ nhi biết phải làm sao. Cho dù Phương Trường Sinh không nói,
Vương Thanh Thiến cũng sẽ không xúc động. Vương gia hiện tại phát triển tiền cảnh lương tốt, nghỉ ngơi lấy lại sức, bồi dưỡng nhiều tu sĩ bậc cao mới là quan trọng nhất. Chờ gia tộc cánh chim đầy đặn, lại báo thù cũng không muộn. Sau lưng Hoàng Long Đảo là Nhật Nguyệt Cung, rút dây động rừng, không phải là muốn như thế nào liền như thế đó. Vương Trường Sinh hỏi Vương Thanh Thiến cuộc sống và tu luyện. Vương Thanh Thiến chi tiết trả lời, phần lớn thời gian nàng tu luyện, phần nhỏ luyện chế con rối thú, hết mực chỉ điểm tộc nhân luyện chế khôi lỗi thú. Bách Linh Phong, chỗ ở của Vương Thanh Thiến. Đỉnh núi có một gốc cây tử lôi mộc 400 năm. Tử lôi mộc cấp 3 lớn hơn 10 trượng, phiến lá rất thưa thớt. Lôi phượng đứng ở trên thân cây thô to. Vương Thanh Linh đứng dưới tảng cây, thổi thổi khẩu tiếu. Lôi phượng phát ra một tiếng chim hót trong suốt, hai cánh mở ra bay về phía Vương Thanh Linh. Sau khi gia tộc di chuyển đến Thanh Liên Đảo, Lôi Phượng làm linh cầm hộ tộc cùng đi theo di chuyển đến đây. Lôi Phượng làm linh cầm hộ tộc của Vương gia. Vương gia nhập lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng hắn, nó đã muốn trưởng thành đến hạ phẩm bậc 3. Về phần cấp 4 vẫn không xác định. Vô luận là linh mẫn cầm, vẫn là linh thú, chỉ cần nhập lượng lớn tài nguyên, tiến vào bậc 3 chỉ là vấn đề thời gian. Về phần cấp 4 vậy thì không nhất định. Điểm này giống với người tu tiên. Lôi Phượng phi xuống trước mặt Vương Thanh Linh, dịu ngoan dùng đầu cọ cọ ống quần của Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh mỉm cười, ngọc thủ vừa lật, một viên trái cây màu bạc lớn bằng bàn tay xuất hiện trên tay. Lôi Phượng rất nhanh liền ăn luôn. Tiểu tử kia, ăn nhiều một chút, tương lai trưởng thành đến cấp 4 che chở gia tộc bọn ta. Vương Thanh Linh sủng nịch sờ sờ đầu nó. Lôi Phượng hai cánh mở ra, trong miệng phát ra một trận tê minh thành vui. Vương Thanh Linh ngầm hiểu, nhảy lên đến trên lưng của nó. Lôi Phượng dương cánh bay cao chở Vương Thanh Linh, tốc độ đặc biệt nhanh. Thời gian sau một chén trà nhỏ, Lôi Phượng đáp xuống. Vương Thanh Linh từ trên lưng của nó nhảy xuống. Cô Thái Nại, có cái này đại ngộ của ngày, ta nghỉ cùng nó chơi trong chốc lát, nó cũng không để ý ta. Vương Mạnh Bân dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói. Hắn là tu luyện công pháp thuộc tính lôi, theo ý mà nói Lôi Phượng hẳn là lại thân thiết với hắn mới phải. Lôi Phượng cũng không có để ý tới hắn, đừng nói tới Vương Mạnh Bân, những người khác cũng giống như vậy. Chỉ có Vương Thanh Linh mới có thể làm cho Lôi Phượng dễ bảo. Hắn không hiểu, mình cũng không thiếu nuôi nấng cho Lôi Phượng linh quả nha. Lôi Phượng phát ra một tiếng tê minh thành vui, bay trở về trên tử lôi mộc. Nó sẽ không nói, nhưng nó có thể cảm nhận được thái độ của ngươi. Nếu ngươi bắt nó trở thành bằng hữu, nó mới có thể đem ngươi trở thành bằng hữu. Nếu ngươi chỉ là bắt nó trở thành thủ hạ hoặc là nô lệ, nó là có thể sẽ không thân thiết với ngươi. Dù sao nó cũng không phải là do ngươi từ nhỏ nuôi nấng. Vương Thanh Linh giải thích cười nói, Lôi Phượng là nàng tự mình ấp trứng, tự mình nuôi nấng lớn, Lôi Phượng tự nhiên cùng với nàng thân thiết. Nàng dưỡng Lôi Phượng mấy chục năm, Lôi Phượng nếu không cùng nàng thân thiết vậy mới kỳ quái. Vương Mạnh Bân cười khổ một trận, không nói gì thêm. Huyền Nguyệt Đảo, một vòng kiêu dương chậm rãi từ mặt biển bay lên, mang đến Huyền Nguyệt Đảo một tia ấm áp. Một ngọn núi đủ lại kỳ hoa dị thảo, trên đỉnh núi có một tiểu viện chiếm diện tích cực lớn. Sân góc có 10 gốc cây ăn quả màu xanh nhạt. Mỗi một gốc cây ăn quả đều lộ vẻ thượng trăm năm quả màu xanh nhạt. Một cây ăn quả đều treo một cái thật lớn tổ ong màu vàng. Lượng lớn hồng sắc linh phong phi tiến bay ra. Cách đó không xa có một lầu các màu xanh cao hơn 10 trượng. Trong một gian phòng khách, Vương Anh Kiệt ngồi xếp bằng ở bồ đoàn thượng. Bên ngoài thân bị một tầng thanh sắc hào quang bao phủ. Một lát sau, thanh sắc hào quang bên ngoài Vương Anh Kiệt tán đi, mở hai mắt ra. Vẫn là không thể tiến vào luyện khí tầng 7, xem ra nên mua thêm mấy bình đan dược mới được. Vương Anh Kiệt tự nhủ, hắn tọa trấn đảo Huyền Nguyệt mấy năm nay, trải qua mấy năm phồn diễn sinh sống, vương gia tu sĩ số lượng không ngừng gia tăng, hóa giải nhân thủ không đủ áp lực. Đảo Huyền Nguyệt có 3 tên luyện khí tu sĩ đóng giữ, Vương Anh Kiệt phụ trách quản hạt. Vương Anh Kiệt đứng dậy đi ra ngoài. Trong linh điền linh cốc thành thục, trong không khí tràn ngập một trận mê người mùi gạo. Loại kim châu linh thước của hắn 2 năm mới chín, đặc điểm là rất dễ dàng gieo trồng, không cần thường xuyên tưới nước. Vương Anh Kiệt hơn một tháng mới tưới một lần,
có thể an tâm tu luyện. Kim châu linh thước đặc biệt tiện nghi, 20 cân mới có thể bán được một khối linh thạch, thường dùng để nuôi nấng linh thú linh trùng cấp thấp. Một mẫu linh điền có thể ra 500 cân kim châu linh thước. Hắn có 60 mẫu linh điền, có thể thu gặt 3 vạn cân kim châu linh thước, cùng chính là 1.500 khối linh thạch. Hắn thật sự đi ra phường thị bán kim châu linh thước, căn bản bán không được 1.500 khối linh thạch. Các thế lực đều gieo trồng lượng lớn kim châu linh thước. Sau khi đại chiến kết thúc, số lượng yêu thú chợt giảm, liệt sáp đội rất lâu mới có thể liệt sáp được một đám yêu thú. Nếu vận khí không tốt, nửa năm không gặp được một con yêu thú, tình huống cũng không thiếu. Săn yêu là thế lực thu vào phát nhỏ nhất, không nói nơi này phát ra, tiểu thế lực bốn phía gieo trồng kim châu linh thước, làm cho kim châu linh thước giá cả sụt giảm, phổ biến dùng để nuôi nấng linh thú linh trùng. Vương gia tu sĩ và tiết gia tu sĩ học tập chăn nuôi hải bảng. Sức ăn của hải bảng rất lớn, trừ bỏ linh cốc cấp thấp, định kỳ cần nuôi nấng bằng thịt linh thú. Vương gia của vũ tộc nhân gieo trồng kim châu linh thước, lấy để chăn nuôi thôi sơn thú, dùng thôi sơn thú nuôi nấng hải bảng. Vương đạo hiểu, sớm vậy. Một đạo thanh âm cô gái như chuông bạc từ phía sau truyền đến. Vương Anh Kiệt quay đầu thì thấy một cô gái váy lam bộ dáng 18-19 tuổi đứng ở phía sau hắn. Cô gái váy lam làn da tuyết trắng, có chút trẻ con, trên mặt có hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Lam Tuyết Vân, tu sĩ tam linh căn, luyện khí tầng 5. Vương gia không ngừng thu nạp tu sĩ cấp thấp, cổ phủ bọn họ cùng với vương gia tu sĩ thông hôn. Lam Tuyết Vân chỉ là một trong số đó. Lam tiên tử, ngươi đã tiến vào luyện khí tầng 5, chúc mừng. Vương Anh Kiệt cười chúc mừng nói, ta từ thứ phù điện đổi 2 bình luyện khí đan, may mắn đột phá. Nói hẳn lên, may mà ngươi dạy ta chăn nuôi thôi sơn thú. Lam Tuyết Vân thiện cười khanh khách, cảm kích nói, Vương đạo hiểu. Lam muội muội, các người tán gẫu cái gì vậy? Một tên dáng người dần lửa, váy đỏ thiếu phụ từ trong lầu các đi ra. Váy đỏ thiếu phụ, quần áo đơn bạc, đầy đặn dáng người như ẩn như hiện, để cho người ta nhìn có ý nghĩ kỳ quái. Đồ Kiều, tu sĩ tứ linh căn, luyện khí tầng 4. Đồ Kiều cùng với Lam Tuyết Vân là gia tộc cố ý sắp xếp ở đảo Huyền Nguyệt. Vương Anh Kiệt là con trai độc nhất, thúc bá hắn tán thưởng nói hắn hướng chi tâm, cũng hy vọng hắn sớm ngày thành gia lập nghiệp, sinh sản hậu đại. Gia tộc hiện tại cần lượng lớn nhân thủ. Thường phu Đồ Kiều chết ở bên trong đại chiến. Sau khi gia nhập vương gia, nàng phụng mệnh đóng ở đảo Huyền Nguyệt. Vương Anh Kiệt tư chất không tốt, nhưng dù sao hắn cũng là hậu nhân của Vương Thanh Linh, còn có mấy chục vị thúc bá giúp đỡ. Nếu là có thể gả cho Vương Anh Kiệt, nửa đời sau sẽ không cần vì sinh kế mà phát sầu. Vương Anh Kiệt am hiểu thuật gieo trồng, làm người cầu tiến, gả cho Vương Anh Kiệt nửa đời sau khẳng định có thể quá thư thư phục phục. Đồ Kiều bôn ba bên ngoài mấy chục năm, biết rõ tán tu không dễ dàng. Cũng may nàng còn có vài phần tư sắc, mặc kệ là Đồ Kiều phong tình vạn trục, vẫn là Lam Tuyết Vân thanh thuần động lòng người, Vương Anh Kiệt làm như không thấy, cũng không chút quan tâm các nàng. Lam tỷ tỷ, người như thế nào mặc ít như vậy? Lam Tuyết Vân nhíu mày nói, nàng đương nhiên biết Đồ Kiều tiểu tâm tư, chỉ là nàng không quen nhìn. Ta cảm thấy có chút oi bức, mặc mát mẻ một ít có vẻ thoải mái. Đồ Kiều cười khanh khách, ngực cao thấp phập phồng không ngừng, làm cho người mơ màng. Vương Anh Kiệt làm như không thấy, mở miệng hỏi, ta muốn trở về đảo Thanh Liên, các người muốn ta hỗ trợ mang đồ vật gì? Vương đạo hiểu, giúp ta mang 2 bình luyện khí đan đi, ta cho ngươi linh thạch. Ta muốn 100 cân thịt chai, còn có một số ngọc chai bột phấn. Vương Anh Kiệt sảng khoái đáp ứng. Hắn thả ra 2 đầu kim lân khâu. 2 đầu kim lân khâu chui vào trong linh điền. Trong linh điền nâng lên từng cái đống đất, từng cây linh cốc ngã xuống. Đồ Kiều quay người hướng phía bếp lò đi đến. Bọn hắn không thể tích cốc, đều cần ăn. Lam Tuyết Vân cùng Đồ Kiều thay phiên nấu cơm. Lam Tuyết Vân đi đến một gian thiên viện, trong viện chăn nuôi mấy chục con thôi sơn thú. Thôi sơn thú ngoại hình cực giống với lợn rừng, bất quá bọn chúng là linh thú. Loại này linh thú da dày thịt thô,
chất thịt rất khô. Tu tiên giả không thích dùng ăn, thường dùng tới đút dưỡng cho linh thú linh trùng. Lam Tuyết Vân tế ra nhất cái hoàng sắc túi, thả ra mười mấy đầu người trưởng thành to bằng cánh tay màu đen côn trùng. Màu đen côn trùng cực giống con giun, bất quá nó dưới bụng có một loại tiểu chân ngắn. Khâu côn trùng, loại này linh trùng không có gì tính công kích, lấy linh mễ làm thức ăn, bình thường lấy để chăn nuôi linh thú linh ngư. Mấy chục con thôi sơn thú vọt lại đây. Khâu nghỉ trùng, loại linh trùng này không có tính công kích gì, lấy linh mễ làm thức ăn, bình thường lấy để chăn nuôi linh thú linh ngư. Mấy chục con thôi sơn thú vọt lại đây, dành ăn khâu nghỉ trùng. Cho ăn xong khâu nghỉ trùng, nàng lại dùng một ít kim châu linh hệ làm thức ăn gia súc. Thời gian một chén trà nhỏ sau, nàng trở lại lầu cát màu xanh. Vương Anh Kiệt đã muốn thu gặt xong 60 mẫu kim châu linh thước, Đồ Kiều cũng làm xong cơm canh. 9 đồ ăn, 1 canh, đều là món ăn mặn, thức ăn chay đặc biệt ít. Vương Đạo Hữu, đi đường vất vả, bát canh thịt trai ngọc này là ta cố ý nấu cho ngươi, ngươi uống nhiều một chút. Đồ Kiều lấy cho Vương Anh Kiệt một chén canh thịt trai ngọc, cười mỉm nói. Lam Tuyết Vân đã sớm tập mãi thành thói quen, ngồi xuống cắm đầu ăn cơm. Vương Anh Kiệt cũng không có cử tuyệt, cảm ơn một tiếng. Vương Anh Kiệt lặng lẽ ít lời, Lam Tuyết Vân cũng giống vậy. Nhưng thật ra Đỗ Kiều không ngừng cùng Vương Anh Kiệt đáp lời. Nàng hỏi một câu, Vương Anh Kiệt trả lời một câu. Tốt rồi, ta ăn no, ta phải đi, các ngươi xem trọng đảo Huyền Nguyệt. Có chuyện giải quyết không được, liền phát chuyện âm phù cầu cứu. Vương Anh Kiệt dặn dò một tiếng, lấy ra một cái thanh sắc liên hoa lớn bằng bàn tay. Thanh sắc liên hoa hào quang đại trướng, phù văn lưu chuyển không ngừng, hiển nhiên không phải là phàm vật. Thanh quang chợt lóe, thanh sắc liên hoa chở Vương Anh Kiệt hướng trời cao bay đi. Nước biển xanh thẳm, mây trắng đoá đoá. Vương Anh Kiệt ngồi ở bên trong thanh sắc liên hoa, rất nhanh xẹt qua trời cao. Hắn một bên chạy đi, một bên tính toán lúc này đây quay về gia tộc muốn đổi lấy tài nguyên tu tiên gì. Tư chất hắn quá kém, muốn khi 40 tuổi đánh sâu vào trúc cơ kỳ, hắn cần mượn dùng đan dược lực mới được. Một mặt khổ tu không thể được, hắn khổ tu mấy năm vẫn là luyện khí tầng 6 như cũ, mà Lam Tuyết Vân từ luyện khí tầng 4 đã tiến vào luyện khí tầng 5. San hô hải vực, đảo Hoàng Long. Trong nghị sự điện, Hoàng Long chân nhân, ba nguyên anh tu sĩ đang thương nghị cái gì đó, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Không nghĩ tới đảo Thanh Liên vương gia chính là vương gia ở đảo Hải Tham. Trước kia cái này phiền toái rồi. Hoàng Long chân nhân cao mày nói, trận này đại chiến xuất hiện ra không ít cao giai tu sĩ thần thông quảng đại. Thanh Liên tiên lử cầm cờ đi trước, các thế lực đều có tình báo đường của mình phụ trách tìm hiểu tình báo. Thanh Liên tiên lử một trận chiến thành danh, nội tình cũng bị người ta tra ra. Thanh Liên tiên lử xuất thân từ một gia tộc tu tiên họ Vương ở Đông Hoang, đệ tử ký danh của Tiêu Diêu Kiếm Tôn là Vương Thanh Sơn chính là xuất ra từ vương gia. Nói thực ra đảo Hoàng Long mấy năm nay tiêu diệt không ít tiểu thế lực, đảo Hoàng Long cao tầng đều không nhớ rõ đã diệt bao nhiêu tiểu thế lực. Mấy chục năm trước san hô hải vực bùng nổ chiến sự, hậu nhân của Hoàng Long chân nhân Hoàng Ngọc Hư dẫn người đổi giết Vương Thanh Sơn, thiếu chút nữa giết chết được Vương Thanh Sơn ở trên tay. Hoàng Long đảo phá lệ chú ý đối với Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn là đích chất tử của Thanh Liên tiên lữ. Tin tức này sau khi truyền ra, đảo Hoàng Long cũng biết tin tức này. Cao tầng của đảo Hoàng Long vạn vạn không thể tưởng tượng được, thời gian hơn 100 năm, vương gia liền xuất hiện cả nguyên anh tu sĩ, còn ôm vào chân thô to của Vạn Kiếm Môn. San hô hải vực và Ngũ Long hải vực cách nhau quá xa. Sau lưng bọn họ là Vạn Kiếm Môn, sau lưng chúng ta là Nhật Nguyệt Cung, cũng là không cần phải sợ bọn họ. Vương gia và đảo Hoàng Long đều có núi dựa vào, hai thế lực cách xa nhau mấy chục ức dặm, không có xung đột lợi ích quá lớn. Nhưng đảo Hoàng Long từng giết qua không ít tộc nhân của vương gia, cái này thủy chung là một tai họa ngầm. Đảo Hoàng Long phải cẩn thận phòng bị vương gia. Bất kể nói thế nào, đã kết xuống tử thù, vậy sẽ phải cẩn thận phòng bị, không có cơ hội một kích chí mạng, không muốn cùng vương gia bộc phát xung đột chính diện.
Hoàng Long chân nhân sắc mặt ngưng trọng dặn dò: đánh xa bất tử, hậu hoạn vô cùng. Vương gia xưa đâu bằng nay, bọn họ tự nhiên không có khả năng sằng bậy. Trương gia và Vương gia là quan hệ thông gia, chúng ta còn muốn hợp tác cùng Trương gia hay không? Đảo Hoàng Long và Trương gia buôn bán lui tới, Vương gia và đảo Hoàng Long là cừu gia, nhưng mà Vương gia và Trương gia lại là quan hệ thông gia, quan hệ rắc rối phức tạp. Ai sẽ từ chối linh thạch chứ? Nếu tiếp tục làm ăn, không nói đến Trương gia biết việc này hay không, cho dù Trương gia đã biết việc này, vậy cũng không có gì. Chẳng lẽ Vương gia kẻ địch, Trương gia đều phải cùng với Vương gia có một cái thái độ sao? Trương gia cũng không phải phụ thuộc của Vương gia, đương nhiên cũng muốn đề phòng Trương gia một tay. Dù sao bọn họ là quan hệ thông gia, chúng ta cũng nên tìm kiếm một ít minh hữu, tăng mạnh hợp tác. Vương gia gia nhập Vạn Kiếm Môn, tiền cảnh phát triển rất tốt. Đảo Hoàng Long cũng cần nhiều một ít bằng hữu, mở rộng ảnh hưởng tự thân lực, thuận tiện chế hành Vương gia. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, Lục gia chính là một đối tượng tốt. Lục gia cũng là thế lực phụ thuộc của Nhật Nguyệt Cung. Đảo Hoàng Long có thể cùng với Lục gia hợp tác, hai nhà hợp tác cộng thắng, Lục gia mạnh mẽ hẳn lên, còn có thể chế hành Vương gia. Nếu Hoàng Ngọc Hư là kết anh, đảo Hoàng Long sẽ có thêm một vị nguyên anh tu sĩ. Đến lúc đó, đảo Hoàng Long lại càng không sợ Vương gia. Ngũ Long Hải Vực, đảo Thanh Liên, một quảng trường thật lớn, chiếm 100 mẫu. Trên quảng trường có một đài đá cao lớn đứng vững, rất hùng vĩ. Đài cao dài rộng hơn 1000 trượng, cao hơn 50 trượng. Trên đài cao có nhất tọa 36 tầng cao thanh sắc lầu các. Bảng hiệu bên trên Long Phi Phượng Vũ viết Thanh Liên Lâu, tam cái thanh sắc đại tự vô cùng dễ thấy. Đứng vững bên cạnh Thanh Liên Lâu là một khối bia đá cao hơn 10 trượng màu xanh, mặt trên viết Vương gia xuất thân Tòng Tiên Tổ, Vương Thiên Cương thành lập gia tộc về gia tộc phát triển hôm nay. Đây là tộc sử, toàn bộ tộc nhân phải khắc ghi. Thanh Liên Lâu là cung phụng này vì gia tộc làm ra trọng đại công hiến tộc nhân linh bài vị, cung hậu nhân vĩnh viễn khắc ghi, cũng là tăng cường gia tộc lòng trung thành một loại phương thức. Bên trái Thanh Liên Lâu có một lầu các màu đen, giam giữ phản bội gia tộc, linh bài vị tội nhân đắc tội nghiêm trọng làm tổn hại lợi ích của gia tộc và hậu nhân phỉ nhổ là một bài học. Bên phải có một lầu cát màu vàng, gửi linh bài vị tu sĩ khác họ vì Vương gia lập ra công hiến trọng đại. Bên cạnh tấm bia đá có một lư hương thật lớn màu xanh, cắm không ít đàn hương đang cháy. Vương Trường Sinh và Ung Nhiên đứng ở trên đài cao, Vương Thanh Thiến và mấy ngàn tên tu sĩ Vương gia đứng ở sau người, vẻ mặt mọi người đều ngưng trọng dị thường. Bọn họ hướng cúi người hành lễ về phía Thanh Liên Lâu. Hai căn đàn hương dài hơn 1 trượng thật lớn đang đốt, cắm ở bên trong lư hương màu xanh. Hai người xoay người lại, Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương gia tu sĩ đứng ở dưới, trầm giọng nói: mặc kệ các ngươi đến từ nơi nào, xuất thân Vương gia hoặc là nửa đường gia nhập Vương gia, chúng ta đều đã đối xử bình đẳng. Chỉ cần là vì gia tộc làm việc thật tốt, gia tộc có thể sẽ không bạc đãi người một nhà. Nếu là vi phạm gia quy, làm ra chuyện nghiêm trọng tổn hại lợi ích của gia tộc, vô luận bất luận kẻ nào, một khi thẩm tra, nghiêm trị không tha. Vâng, lão tổ tông. Phần đông Vương gia tu sĩ trong miệng một lời nói, thanh âm như sấm vang tận mây xanh, vẻ mặt mọi người đều kích động dị thường. Vương Mạnh Phần tiến lên phía trước cao giọng nói: từ lúc tổ tiên Vương Thiên Cương ở Đông Hoang bắt đầu thành lập gia tộc chúng ta đã truyền thừa hơn 800 năm. Thời điểm tổ tiên vừa mới bắt đầu thành lập gia tộc, Vương gia chúng ta còn không đến. Hắn nói lên phát triển của gia tộc. Lúc trước tổ tiên Vương Thiên Cương bắt đầu thành lập gia tộc trải qua hơn 800 năm phát triển. Vương gia rốt cuộc cũng có nguyên anh tu sĩ, 100 vạn dặm lãnh thổ. Nghe xong Vương Mạnh Phần trần thuật, toàn bộ Vương gia tu sĩ đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kích thích ý chí chiến đấu của bọn họ. Gia tộc nhà chúng ta phát triển càng ngày càng tốt, nhưng chỉ là mới bắt đầu, không phải trọng tâm. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, ta tin tưởng gia tộc chúng ta có thể trở thành tu tiên thế gia. Vương Trường Sinh trong mắt tràn đầy sự khát khao. Đứng đầu tu tiên gia tộc chia làm vương triều và tu tiên thế gia. Vương triều cần lượng lớn địa bàn,
lãnh thổ nếu có thể liên hệ đến cùng nhau. Vương triều chính là từ vô số tu tiên gia tộc tổ hợp cùng nhau. Cái này chỉ thích hợp trung nguyên tu tiên giới. Địa phương khác càng tôn sùng tu tiên thế gia. Ở Nam Hải, tu tiên giới, tu tiên gia tộc phát triển đến đỉnh chính là tu tiên thế gia. Vương Trường Sinh cũng có khuynh hướng tu tiên thế gia. Đoàn kết nhất trí, cộng kiến thanh liên. Vương Mạnh Phần cao giọng hô to. Tộc nhân khác đều phụ họa. Đoàn kết nhất trí, cộng kiến thanh liên. Hơn 1000 tên vương gia tu sĩ la lớn, vẻ mặt 10 phần kích động. Sau một phen cố gắng nói, Vương Trường Sinh và Ung Nhiên liền rời khỏi. Vương Mạnh Phần để cho tộc nhân tán đi, quay trở về nhà. Trở lại chỗ, Vương Trường Sinh và Ung Nhiên lập tức bế quan tu luyện. Bọn họ nắm giữ quá ít linh thuật. Nếu không phải là bọn họ nắm giữ cùng đánh thuật, đã sợ sớm chết ở trên tay dị tộc. Nắm mấy môn linh thuật có thể đề cao thực lực của bọn họ. Vương Trường Sinh và Ung Nhiên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận lam quang chói mắt. Vô số thủy khí ở bên trong hiện lên. Một vài âm phù màu lam huyền ảo đột nhiên hiện lên, bao vây bọn họ lại. Lúc trước bọn họ tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian, lại tu luyện linh thuật. Buổi trưa, vạn dặm không mây, mặt trời chói chang nhô lên cao. Vương Anh Kiệt rất nhanh từ trên cao xẹt qua, đem vì gió biển thổi đến. Bên tai truyền đến tiếng hô xé gió. Đột nhiên, một trận tê minh thanh quái dị từ trên cao truyền đến. Một đạo bóng đen xuất hiện ở trời cao, rất nhanh đánh tới về phía Vương Anh Kiệt, tốc độ đặc biệt nhanh. Không tốt là yêu cầm. Vương Anh Kiệt biến sắc, biến đổi pháp quyết, thanh sắc liên hoa hào quang đại trướng, tốc độ không chỉ nhanh hơn gấp đôi. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở trên không một hoang đảo lớn hơn 10 dặm. Tiếng xe gió từ phía sau truyền đến. Vương Anh Kiệt kêu lớn, vội vàng tế ra một tấm đại hỏa cầu phù, hóa thành một viên hỏa cầu cỡ lớn bằng thủy hang, nghênh đón. Hỏa cầu cỡ lớn cùng với hơn 10 đạo phong nhận màu xám chạm vào nhau, bộc phát ra từng mảnh lớn xích sắc hỏa diễm. Nhân cơ hội này, tốc độ của Vương Anh Kiệt nhanh hơn, ngã trên mặt đất. Mấy con kền kền màu đen hình thể thật lớn từ trên cao đáp xuống, thẳng đến Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt tế ra 5 hạt giống màu xanh nhạt. Hạt giống rơi xuống đất sinh trưởng, 5 bụi gai màu xanh chui ra từ dưới đất như cánh tay thô to của người trưởng thành. 5 bụi gai màu xanh bền thành một tấm đại vỏng màu xanh bảo vệ Vương Anh Kiệt ở bên trong. Kền kền màu đen gương móng chộp vào mặt trên của bụi gai màu xanh vẫn không thể phá được bụi gai màu xanh. Nhân cơ hội này, Vương Anh Kiệt bấm niệm pháp quyết, một tầng hoàng sắc quang mang đột nhiên hiện lên, hắn chui vào mặt đất biến mất. Độn địa thuật. Mỗi ngày Vương Anh Kiệt đều sẽ bỏ ra một ít thời gian tu luyện ngũ hành pháp thuật. Hắn tin tưởng vững chắc cần năng bổ chiết. Thiên phú của mình không được, liền muốn so với người ta càng thêm cố gắng. Người ta tu luyện 3 canh giờ, hắn thì tu luyện 30 canh giờ. Kền kền màu đen mắt thấy Vương Anh Kiệt trốn vào đất, không có cách nào bắt hắn. Sau khi ở trên không đảo nhỏ xoay tròn mấy chốc, mấy con kền kền liền bay đi. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Anh Kiệt trở lại mặt đất, trên mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Nguy hiểm thật, bình thường không thiếu tu luyện pháp thuật thật tốt. Vương Anh Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm, suy xét sự việc vừa mới đụng phải. Tiếp tục đi ra rất có khả năng sẽ gặp mặt yêu cầm, hàn tính ngày mai lại đi. Một trận tiếng rống quái dị vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Vương Anh Kiệt. Yêu thú sao? Vương Anh Kiệt tâm vừa động, đi đến thanh âm ngọn nguồn. Không quá bao lâu, hắn xuất hiện ở bên dưới một gốc cây dừa. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, bờ cát phía trước cách hơn mấy trăm trượng, mấy chục con hải báo mình trải rộng vảy cá màu đen đang ở trên bờ cát phơi nắng. Mấy con tiểu hải báo ở cùng một chỗ trêu chọc, phát ra từng đợt tiếng hô quái dị. Trời cũng giúp ta, lại có thể gặp được một đám mặc lân báo. Sắc mặt Vương Anh Kiệt lộ vẻ vui mừng. Mặc lân báo là một loại yêu thú cấp thấp, thịt chất ngon, gia thú có thể lấy để chế tác phù triện. Trên bờ cát, mặc lân báo đều là yêu thú bậc 1, Vương Anh Kiệt có thể diệt sát. Loại này yêu thú có tính công kích không mạnh, nhưng nhát như chuột, hơi có gió thổi cỏ lay liền chuồn mất. Vương Anh Kiệt đi theo Vương Quý Dục liệp sát yêu thú,
học được không ít tiểu kỳ xảo săn giết yêu thú. Đối phó loại yêu thú nhát như chuột này, phải dẫn chúng nó tới gò đất mới có thể dễ dàng đối phó chúng nó. Nếu không, hắn nhất lộ diện, nhắm chừng là mặt lân báo lập tức vào hải lý. Hắn lấy ra bình sứ màu xanh lớn bằng một cái bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết. Từng mảnh lớn nước từ trong trào ra, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một con thanh sắc lý ngư dài nửa trượng. Thanh sắc lý ngư nhảy loạn cả lên. Hắn tế ra một thanh phi đao, vạch trên thanh sắc lý ngư vài vết máu, đem đến trên bờ cát. Thanh sắc lý ngư ở trên bờ cát lật trái lật phải, dọa Mặc Lân Báo sợ hãi. Chúng nó đều nhảy vào biển. Nửa ngày trôi qua, Mặc Lân Báo còn không có xuất hiện. Thân thể của thanh sắc lý ngư bị vô số cát dính vào, vẫn không nhúc nhích. Mất máu quá nhiều đã chết. Vương Anh Kiệt có chút đau lòng. Thanh lân ngư này xuất ra đi bán, có thể bán được hơn 20 khối linh thạch. Hắn không có lao ra, ghé vào đằng sau gốc cây dừa, lặng lặng chờ đợi. Không có bao lâu, một con Mặc Lân Báo trồi lên trên mặt biển, về tới trên bờ cát tiếp tục phơi nắng. Hai con Mặc Lân Báo tự như phát hiện ra thanh lân ngư đã chết, chạy tới thanh lân ngư. Chúng nó ôm thanh lân ngư cắn cắn lên, cùng tiếp đón đồng bạn lại đây hưởng dụng. Một lát sau, mấy chục con Mặc Lân Báo vây quanh thanh lân ngư ăn thịt. Vương Anh Kiệt tế ra hai tấm bạch sắc phù triện, hóa thành hai đạo bạch quang, đi thẳng đến Mặc Lân Báo. Hai đạo trầm đục, hai đạo bạch quang đến trước mặt Mặc Lân Báo, chợt bạo liệt nổ ra. Nhất mảnh lớn bạch sắc hàn khí thấu xương tuôn ra, che kín toàn bộ thân thể của Mặc Lân Báo. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng thân thể của chúng nó, biến thành mấy khối băng. Nhưng rất nhanh, băng tầng liền vỡ vụn, chúng nó đều chạy xuống biển. Đúng lúc này, mấy chục viên hạt giống màu xanh từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên bờ cát. Hạt giống rơi xuống đất liền mọc rễ, nảy mầm, biến thành mấy chục bụi gai màu xanh thô to, trói mấy chục con Mặc Lân Báo. Mặc Lân Báo kịch liệt giãy giụa, nhưng không có gì dùng. Ngón tay của Vương Anh Kiệt bắn ra một đạo phi châm màu xanh nhạt, theo ánh mắt Mặc Lân Báo đâm vào, xuyên thủng đầu của chúng nó. Mấy chục con Mặc Lân Báo lục tục ngã xuống, thân thể không bị nhiều tổn thương. Vương Anh Kiệt mặt mày vui vẻ, tế ra một cây phi đao màu xanh, chặt bỏ toàn bộ đầu của Mặc Lân Báo. Lúc này mới yên tâm xuống dưới, đi ra ngoài. Thi thể của mấy chục con Mặc Lân Báo bậc 1 ít nhất có thể bán được 1.000 khối linh thạch. Còn thanh lân ngư kia còn có thể lấy để nuôi nấng thôi sơn thú. Mùi máu tươi thực dễ dàng đưa tới yêu thú khác. Vương Anh Kiệt vội vàng dùng trừ vật châu thu hồi toàn bộ thi thể của Mặc Lân Báo, đi vào trong một cái sơn động, mổ bụng, phá bụng, xử lý thi thể. Nội tạng thì có thể lấy để nuôi nấng thôi sơn thú, da thú có thể lấy để chế phủ, thịt thú có thể dùng để ăn. Sau khi hắn bổ ra một cái thi thể Mặc Lân Báo, một viên châu nhỏ màu xanh lớn bằng trứng chim rơi ra, dừng ở bên chân Vương Anh Kiệt. Màu xanh viên châu ảm đạm không ánh sáng, ngoại hình mượt mà. Không có nghe nói trong cơ thể Mặc Lân Báo sẽ có trai ngọc châu, chẳng lẽ đây là pháp khí sao? Dần theo một tia hiếu kỳ, Vương Anh Kiệt thử rót vào viên châu màu xanh pháp lực. Viên châu màu xanh giống như quỷ hút máu vậy. Sau khi hút đi hơn phân nửa pháp lực của Vương Anh Kiệt, màu xanh viên châu quang mang đại thịnh, một đạo thanh quang bắn ra, hóa thành một hư ảnh của ông lão áo bào xanh, mặt mũi hiền lành. Lão phu Thanh Tang thượng nhân, hiểu duyên nhân nếu là được đến truyền thừa pháp châu, có thể đi tìm kiếm động phủ tạo hóa của lão phu, kế thừa lão phu y bát. Ông lão áo bào xanh nói xong, thân thể chợt hóa thành một bức bản đồ địa hình, xem ra hình như là một tòa đảo nhỏ. Đảo nhỏ góc tây bắc có một dấu hiệu màu đỏ, tựa như là đại biểu cái gì đó. Truyền thừa pháp châu, cơ duyên của ta đến ư? Vương Anh Kiệt hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên kích động hẳn lên. Hắn không chỉ một lần xem qua ở trên điển tịch về truyền thừa pháp châu truyền thuyết, mỗi một vị tu sĩ cấp thấp ngẫu nhiên được truyền thừa pháp châu, kế thừa tiền y nhân bát, lợi dụng tài vật tiền nhân lưu lại, mua tài nguyên tu tiên tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh, danh chấn nhất phương. Hắn vạn lần không ngờ mình lại có thể cũng có được thứ cơ duyên này. Vương Anh Kiệt cảm giác cái mũi có chút cay cay, nhìn không được cuồng cười hẳn lên. Hắn đóng ở đảo Huyền Nguyệt mấy năm, phần lớn thời gian hắn khổ tu,
Đối với hai nữ tu sĩ khác họ làm như không thấy, chính là hy vọng có thể trúc cơ. Không hề thiếu tộc nhân khuyên hắn nhận mệnh, nạp vài tên thê thiếp, nhiều sinh một ít linh căn giả. Nhưng mà Vương Anh Kiệt cũng không tán đồng. Như vậy không phải là lặp lại đường xưa của thế hệ trước sao? Chẳng lẽ ngũ linh căn sẽ không thể xoay người, nhất định trở thành công cụ sinh dục sao? Hắn không muốn liếc mắt một cái có thể nhìn được tương lai cuộc sống này. Hắn muốn thay đổi vận mệnh của mình. Hắn cần tu luyện thêm, cố gắng để dành linh thạch mua đan dược. Kết quả là hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Lam Tuyết Vân đóng ở mấy năm, liền từ luyện khí tầng 4 tiến vào luyện khí tầng 5. Có nhiều lúc Vương Anh Kiệt đều muốn buông tha, nạp vài tên thê thiếp trẻ tuổi mạo mỹ, có gia tộc che chở, bình an hạnh phúc cả đời là không có vấn đề. Hắn chưa từng cảm thán vận mệnh bất công. Vì sao hắn là ngũ linh căn, người khác là tam linh căn? Chẳng sợ cho hắn một cái tứ linh căn thì tốt rồi. Ví dụ Vương gia đến nay không có trúc cơ ngũ linh căn. Oán giận đi qua, Vương Anh Kiệt nghĩ đến cha mẹ sinh lúc còn sống đối với mình kỳ vọng, lại lần nữa tỉnh lại hẳn lên. Sự thật lần lượt đánh tín niệm Vương Anh Kiệt, hắn lần lượt tạo càng thêm tín niệm kiên định. Hôm nay hắn khổ tận cam lai, rốt cuộc đạt được cơ duyên này. Hắn không có nghe nói qua Thanh Tang thượng nhân, hẳn là kết đan tu sĩ đi. Nếu là trúc cơ tu sĩ, không có khả năng có được truyền thừa Pháp Châu. Vừa nghĩ đến có thể đạt được truyền thừa của một vị kết đan tu sĩ, ánh mắt Vương Anh Kiệt trở nên rực cháy hẳn lên. Trong đầu của hắn không khỏi hiện lên hình ảnh mình trở thành tu sĩ bậc cao. Đột nhiên hắn hung hăng tát mình một cái, đau đớn để cho hắn tỉnh táo lại. Vương Anh Kiệt, ngươi bình tĩnh một chút, ngàn vạn không được bị tham lam làm choáng váng đầu óc. Có tà tu chuyên môn bố trí cạm bẫy mưu hại tu sĩ cấp thấp. Vương Anh Kiệt lẩm bẩm, tựa như là đang nhắc nhở chính mình. Tu tiên giới có động phủ của cổ tu sĩ, cũng có tà tu bố trí cạm bẫy mưu hại tu sĩ cấp thấp. Hắn là ngẫu nhiên đụng phải Mặc Lân Báo. Muốn nói là thiết cục của tà tu thì không có khả năng. Chẳng lẽ tà tu chuyên môn chế tác ra một truyền thừa Pháp Châu nhét vào trong cơ thể của Mặc Lân Báo? Nếu là Mặc Lân Báo bị yêu thú khác ăn luôn, tà tu phải đợi tới khi nào? Nếu là tà tu chế tác nhiều viên truyền thừa Pháp Châu, rộng tung lưới đâu? Lấy việc có lợi còn có hại, Vương Anh Kiệt cũng vô pháp phán định. Cái này đến tột cùng vẫn là cơ duyên hoặc là cạm bẫy. Nếu là cơ duyên, có thể hắn sẽ tiến vào trúc cơ kỳ. Nếu là cạm bẫy, hắn mạo muội đi tìm bảo, không khác gì tự tìm đường chết. Hắn cân nhắc mãi, tính đăng báo gia tộc. Nếu là cơ duyên, hắn cũng có thể đạt được phần thưởng. Nếu là cạm bẫy, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm sinh mệnh, giảm nguy hiểm xuống thấp nhất. Thời điểm tộc lão giảng giải, luôn mãi nhắc nhở bọn họ, nếu là gặp được cái gọi là động phủ của cổ tu sĩ, tốt nhất là nên thông báo cho gia tộc, giảm nguy hiểm đến thấp nhất. Nhưng Vương Anh Kiệt là luyện khí tầng 6, hắn là tự mình hiểu được. Hắn đem thi thể của Mặc Lân Báo khác xử lý, vẫn chưa phát hiện ra viên truyền thừa Pháp Châu thứ hai. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Anh Kiệt ngự khí rời khỏi đảo Hoang, bay tới đảo Tử Liên. Đảo Thanh Liên, núi Ngọc Liên, một viện lạc có diện tích rất lớn. Diệp Tân ngồi ở trong thạch đình. Một thanh niên áo lam tầm 20 tuổi đứng ở mặt Diệp Tân trước, vẻ mặt hai người vui mừng. Diệp Tân là thám tử của Vương Thiên Kỳ phát triển. Sau khi hắn giúp đỡ Vương gia hoàn toàn nắm giữ trong tay Vân Hải Tông, rời đến đảo Ngân Xà an tâm dưỡng lão. Hắn có 5 vị thê thiếp, con cháu phần đông. Thanh niên áo lam là tôn tử của hắn, tên là Diệp Trung Quan. Tu sĩ khác họ gia nhập Vương gia, vậy hậu nhân của bọn họ sửa họ Vương cũng có thể dùng nguyên họ. Vương gia không miễn cưỡng, nhưng đại ngộ tu sĩ họ Vương so với tu sĩ khác họ rất thiếu. Vì nữ nhân suy nghĩ, tu sĩ khác họ phần lớn để cho hậu nhân sửa thành họ Vương, hoàn toàn dung nhập vào Vương gia. Họ nhân Diệp Tân đều họ Diệp, nhưng đại ngộ với Vương gia tu sĩ là giống nhau. Xuất hiện lại tình huống này, khẳng định là Diệp Tân đã làm cống hiến trọng đại. Nhưng mà để cho Diệp Trung Quan không hiểu là Diệp Tân chưa bao giờ rời khỏi chùa, cũng không luyện đan luyện khí, đều là cùng thê thiếp, cũng không lui tới với các tu sĩ khác. Mỗi khi gia tộc có thai sự, Diệp Tân đều có thể được gia chủ đưa tới lễ vật, 10 phần cổ quái.
Diệp Trung Quan từng hỏi qua xuất thân lai lịch của Diệp Tân. Diệp Tân ngậm miệng không nói chuyện, cũng không cho hậu nhân hỏi. Diệp Trung Quan hỏi một câu, Diệp Tân cấm hắn chừng 2 năm. Từ đó về sau hắn cũng không dám hỏi việc này nữa. Diệp Trung Quan là hậu nhân ưu tú nhất của Diệp Tân, nhưng hắn ăn cơm của vương gia mà lớn lên, mẫu thân là tộc nhân của vương gia. Vương gia dòng họ của hắn, dòng họ chỉ là một cái xưng hô. Hắn vừa mới thông qua khảo hạch gia tộc, trở thành chế phủ sư bậc 2, đại ngộ được đề cao không ít. Trung Quan, ngươi cố gắng thật tốt. Đồng thời chế phủ cũng đừng chậm trễ tu luyện, tu vi mới là căn bản. Chỉ cần ngươi tu luyện thêm, chờ ngươi tu luyện đến trúc cơ tầng 9, tổ phụ sẽ giúp ngươi kết đan. Diệp Tân ý vị thâm trường nói. Mấy năm nay vương gia ở sau quan sát hắn, hắn làm sao không quan sát vương gia. Nhìn trước mắt, vương gia tuân thủ lời hứa, không có giết hắn, để cho hắn an hưởng lúc tuổi già. Hắn cũng thức thời, không tiếp xúc với người ngoài, ngậm miệng không nói chuyện cũ. Vâng, tổ phụ, may mắn có Trần Đạo Hiểu cẩn thận chỉ điểm, nếu không ta cũng sẽ không nhanh như vậy trở thành chế phủ sư bậc 2. Diệp Trung Quan khiêm tốn nói. Trần Đạo Hiểu, hắn nói chính là Trần Húc Đông. Ngày khác người để mẹ ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi đi bái phỏng một chút Trần Đạo Hiểu. Tu tiên không phải là một mặt khổ tu, đạo lý đối nhân xử thế ắt không thể thiếu. Diệp Trung Quan cười khổ một trận nói. Tổ phụ, tôn nhi đi bái phỏng Trần Đạo Hiểu, hắn tránh mà không gặp. Không chỉ là ta, những người khác hắn cũng không gặp. Tính tình người này có chút quái gở. Trần Húc Đông phụ trách dạy vương gia tu sĩ chế phủ, hắn và Diệp Tân giống nhau, lén không lui tới với tu sĩ khác, trừ bỏ đi chế phủ viện vẻ phù triện, hắn đều ở chỗ ở, không cùng tu sĩ khác lui tới. Hắn dốc lòng dạy tu sĩ vương gia luyện chế phù triện, được các tu sĩ vương gia tôn trọng. Một khi đã như vậy, quên đi, người mau đi đi, bớt chút thời gian thăm ngoại bà cố người, lão phu không tiện đi đến. Diệp Trung Quan miệng đáp ứng xuống, xoay người rời đi. Phòng nghị sự, Vương Mạnh Phần ngồi ghế chủ tọa, 30 tên tộc lão ngồi ở hai bên sườn, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui sướng. Gia chủ, chúng ta gia tộc trước mắt có 5.325 người tu tiên, nguyên anh tu sĩ có 2 người, kết đan tu sĩ 11 người, trúc cơ tu sĩ 452 người, luyện khí tu sĩ 4.961 người, phàm nhân 537.4545 người. Cái thuyết pháp này không bao gồm thế lực Hồng Nguyệt Hải Vực và Kim Thiền Hải Vực, chỉ là thực lực vương gia bên ngoài. 3 người Vương Thu Hâm, Vương Hiểu Du, Vương Vinh Miễu vẫn thêm vào công tác thống kê. Bọn họ tồn tại là cơ mật tối cao, chủ yếu là để cho gia tộc có một con đường lui. Sau khi đại chiến kết thúc, vương gia đã đến thời cơ phát triển tốt nhất. Hoang vắng vì Hiểu Hiệu khống chế địa bàn, vương gia một bên cổ vũ sinh dục, một bên nạp lượng lớn tán tu và tu sĩ tiểu gia tộc tự thân lớn mạnh, mượn dùng lực ảnh hưởng nguyên bộ khôi đội thú. Kim Liên phường thị phát triển phồn hoa hẳn lên, hàng năm đều có thể giúp cho vương gia thu vào đến mấy chục vạn linh thạch. Vì đảm bảo vương gia tộc nhân tuyệt đối bảo trì lãnh đạo địa vị, vương gia cấp một đám trúc cơ tộc nhân thích hợp phát xuống trúc cơ đan, bồi dưỡng một đám trúc cơ tu sĩ. Loại biện pháp bồi dưỡng này, trúc cơ đan tu sĩ thực lực phổ biến không mạnh, trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào, nhu cầu vương gia cấp bách nhân thủ, đảo nhỏ, phường thị, thương đội đều cần nhân thủ. Nếu là tu sĩ khác họ tỷ lệ rất cao, rất dễ dàng gặp sai lầm. Địa phương quan trọng phải cần từ vương gia tu sĩ trông coi. Tu sĩ số lượng tự nhiên không có khả năng đều bồi dưỡng trọng điểm. Vương gia lập ra Ngũ Hùng Thập Tử, Thập Bát Anh Đích Sách Lược. Ngũ Hùng là chỉ Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường và Vương Thanh Thiến. Thập Tử là Vương Hoa Phong, Vương Quý Quân, Vương Hiển Thịnh, Vương Hiển Phân, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Phỉ, Vương Hiểu Vi, Vương Quý Dục, Triệu Kiền. Thập Bát Anh là hơn phân nửa tu sĩ khác họ, non nửa là vương gia tộc nhân. Triệu Kiền là luyện đan sư trung phẩm bậc 2, để cho hắn trúng cử chính là để cho tu sĩ khác họ nhìn thấy có hy vọng. Thập Bát Anh cũng giống như vậy,
chủ yếu là vì mượn dùng sức lòng người. Ngũ hung, thập tử, thập bát anh đều là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của vương gia. Đương nhiên, trọng điểm này là tương đối khác với tu sĩ mà nói, cũng không phải là bất kể phí tổn thu thập lượng lớn tài nguyên, làm cho bọn hắn cắn thuốc để cao tu vi. Năm nay lợi nhuận chúng ta là 75.7645 khối linh thạch. Ngũ phần thu vào đến từ tiền thuê phường thị, tam phần đến từ khâu lội thú, hai phần là làm ăn lợi nhuận khác, chỉ 45.4830 khối linh thạch, năm phần là bổng lộc tộc nhân, ba phần là chi nguyên vật liệu, hai phần là nhân tình lui tới. Lợi nhuận này cũng không có tính là lợi nhuận trên thương hội. Thương hội áp giải hàng hóa, nếu là vận chuyển đến tu tiên giới Trung Nguyên, ít nhất cũng mất 5-6 năm mới có thể đi tới lui một lần. Nếu là thời gian dài, hơn 10 năm cũng là rất bình thường. Chỉ là thu thuế, vương gia hàng năm có thể thu được mấy chục vạn linh thạch. Trừ bỏ tiền thuê, khôi lỗi thú chính là đại thu vào thứ hai sau khi nguyên bộ khôi lỗi thú sản xuất ra, được hoan nghênh lớn. Vương gia còn tiếp tục mở rộng nhân thủ, chủ yếu là địa bàn quá lớn. Đông Hoang, Trung Nguyên và Bắc Cương đều có cứ điểm, số lượng tộc nhân quá ít không thể khống chế. Mặt khác, Trấn Hải Tông di chỉ cũng cần nhân thủ. Trong ngắn hạn, tộc nhân vương gia có thể sẽ không tăng trưởng ít nhiều, chỉ có thể thông qua phương thức thu nạp tán tu và tiểu gia tộc tu sĩ lớn mạnh tự thân. Vương Mạnh Bân và Vương Thu Minh phụ trách tọa trấn Hồng Hải Vực, Ngân Xà Đảo. Vương Thu Hâm tọa trấn Vân Hải Tông. Vương Hiểu Du và Vương Vinh Miễu tọa trấn Kim Thiềm Hải Vực, Chu Sơn Đảo. Vương Thanh Kỳ, Vương Thiên Kỳ tọa trấn Phường Thị. Vương Thanh Thiến và Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Phần, Vương Thanh Thuân, Vương Thiên Văn, Diệp Hải Đường tọa trấn đảo Thanh Liên. Trong đó Vương Thanh Thuân và Vương Thiên Văn tu vi không cao, bọn họ sớm hay muộn cũng cần phải ngoại phái đi ra ngoài. Vương Thanh Sơn thì đang bế quan tu luyện. Phải biết rằng, trừ bỏ đảo Thanh Liên, vương gia còn có không ít đảo nhỏ có linh mạch bậc 3. Chẳng sợ một gã kết đan tu sĩ tọa trấn một tòa đảo nhỏ, kết đan tu sĩ số lượng cũng không đủ. Không có chiến sự mà nói, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng đây thủy chung là một cái tai họa ngầm. Vương Mạnh Phần tính nhiều bồi dưỡng vài kết đan tu sĩ. Năm nay chúng ta bán ra được 1.500 con khôi lỗi thú, trong đó có 8 con khôi lỗi thú bậc 3, 500 con khôi lỗi thú bậc 2, còn lại đều là con khôi lỗi thú bậc 1. Trai Ngọc Châu sản lượng từng năm tăng cao, năm nay sản xuất 1.350 viên ngọc trai châu, năm không cao. Chuyển đến tiểu lâu nấu nướng không thành vấn đề, cũng có thể lấy để luyện khí. Chế phù sư bậc 2 có 17 người. Trần Húc Đông trình độ chế phù sư là toàn bộ chế phù sư bậc 2 tối cao. Số lượng chế phù sư gia tộc quá ít, hẳn là bồi dưỡng nhiều thêm vài vị chế phù sư bậc 2 gia nhập chế phù viện. Tốt rồi, này đều trôi qua, sang năm chúng ta cần thêm càng cố gắng. Không cần tiếp tục thu nạp ngoại lai tu sĩ, tộc nhân chúng ta quá ít, tu sĩ họ khác nhiều hơn cũng không phải là chuyện gì tốt. Vương Mạnh Phần đơn giản nói vài câu, liền tuyên bố tan họp. Tộc nhân lục tục rời đi, hai người nam và một người nữ tử được giữ lại. Anh Lân, anh Hoa, anh Du, lão phu muốn bế quan tu luyện, gia tộc tạm thời giao cho các người. Nếu là có xử lý không được chuyện, các người nhớ rõ thông báo cho lão phu. Ngoài trừ gia chủ, vương gia còn có 3 vị phó gia chủ. Vương Mạnh Phần phụ trách định chế sách lược, 3 phó gia chủ phụ trách chấp hành nhiệm vụ cụ thể. Bọn họ phân công quản lý nhiệm vụ khác nhau, cho nhau chế hành. Có vấn đề xử lý không được, bọn họ mới mời Vương Mạnh Phần. Còn có bọn họ hỗ trợ xử lý tộc vụ, Vương Mạnh Phần mới có dư thừa thời gian để tu luyện. Vâng, Ngũ Thế Tổ. 3 người bọn họ trong miệng một lời đáp ứng xuống. Vương Mạnh Phần dặn dò vài câu, liền làm cho bọn họ lui xuống. Thứ Vũ Điện, Vương Anh Kiệt đang hội báo cho tộc lão quá trình hắn tìm được truyền thừa Pháp Châu. Sau hắn trở lại đảo Thanh Liên, chạy một chuyến đến Tàng Kinh Các, tra biến Tàng Kinh Các điển tịch. Hắn cũng không có tìm được một vị thanh tang thượng nhân cổ tu sĩ, thất vọng rất nhiều. Hắn trực tiếp đi vào chấp sự điện hội báo tộc lão. Anh Kiệt, người làm tốt lắm. Chuyện này ta sẽ hội báo lên trên. Chỉ là tìm kiếm vị trí đảo này liền cần không ít thời gian,
như quả thật là động phủ của cổ tu sĩ, lão phu sẽ dựa theo tộc quy trọng thưởng ngươi. Ngươi ký tên, hôm nay là ngày thanh linh lão tổ giảng đạo, ngươi cũng không nên bỏ qua. Tộc lão lấy ra mặt ngân sắc pháp bản để cho Vương Anh Kiệt ký tên lên trên. Sau khi Vương Anh Kiệt ký tên, sau đó vội vàng rời đi. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Anh Kiệt xuất hiện ở một tòa hơn 100 mẫu đại tảng đá quảng trường. Quảng trường trung ương là một cái hình vuông đài cao. Quảng trường bốn phía là lượng lớn màu xanh lục bồ đoàn. Hơn phân nửa bồ đoàn đều có tu sĩ chiêm cứ. Vương Anh Kiệt tìm một cái vị trí ngồi xuống. Vương gia có chuyên gia giảng đạo, nội dung đủ loại. Kết đan tu sĩ cũng có khi giảng đạo. Cái này cũng là một nguyên nhân để tán tu gia nhập vương gia. Có cao giai tu sĩ chỉ điểm, tốt hơn mình đóng cửa khổ tu nhiều. Lục tục có tu sĩ lui tới, bọn họ tìm vị trí ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.